Các bạn thấy khi cái file vừa mở ra thì nó chỉ là một cái layer background, là và cái file này hiện tại cái định dạng của nó là JPG nha các bạn. Nhìn lên trên thanh tiêu đề này các bạn thấy là cái có tên file và có chế độ zoom. Những cái này thì các bạn tìm hiểu sao. Đó, bây giờ cái hình này tôi đang zoom ở chế độ là 100% cho các bạn thấy. Vậy thì mình tạo layer để làm cái gì? Ví dụ như ở hình của em bé gái này, tôi muốn chỉnh sửa cái nón này lại. Thay vì tôi chờ tạo vùng chọn xong rồi tôi chỉnh sửa trực tiếp trên đây, thì nếu mà có thể là chỉnh sửa không được như ý gì đó thì cái thông tin ảnh nó sẽ bị hỏng. Thành ra tôi muốn tạo một cái layer là tôi cắt toàn bộ cái nón của em bé này, chuyển sang một lớp khác để tôi xử lý. Nếu như xử lý cái file đó mà tôi không thích nữa, tôi có thể bỏ cái layer đó đi, xóa bỏ thì cái hình này vẫn là như cũ. Rồi, ví dụ như ở đây, tôi chọn công cụ pen, zoom to lên một ít. Rồi, cái bàn phím tôi nó có vấn đề. Rồi, tôi chọn công cụ pen, tôi khoanh vùng cái nón này. Tạm thời thôi, không cần chính xác lắm nha các bạn, để cho các bạn hình dung. Và sau này các bạn có thể sử dụng, sau này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách sử dụng công cụ pen này. Rồi, tạm thời như vậy. Tôi đã tạo được cái vùng chọn quanh cái nón này. Bây giờ tôi muốn lấy cái vùng chọn này thành một cái layer, tức là lấy cái đối tượng và cái nón kết này thành một cái layer. Thì tôi bấm phím Ctrl Z. Các bạn thấy nó sẽ tạo ra một cái layer. Và cái layer này, cái đối tượng của nó chính là cái nón mà tôi vừa cắt ra. Đây các bạn thấy nè. Rõ ràng. Rồi, ví dụ như bây giờ tôi muốn chỉnh sửa cái nón này thì có thể là tôi chọn. Rồi, ví dụ. Đó. Cái màu nào các bạn tùy thích. Ok. Đó, thì mục đích của tạo ra layer là như vậy. Chúng ta muốn tạo ra như thế nào là do cái trong quá trình làm việc chúng ta tạo ra để cho thuận tiện cho mình thôi. Và trong cái layer thì khi các bạn dùng công cụ mà tạo văn bản, tức là tạo văn bản, tạo test đó, thì mặc định Photoshop sẽ tạo ra một cái layer mới cho chúng ta. Photoshop sẽ tạo ra một cái layer mới cho chúng ta. Ví dụ như ở đây tôi chọn cái đối tượng, cái công cụ tab, tôi nhập vào chữ. Đó, các bạn thấy. Khi đó là trên bảng layer sẽ tự động tạo ra một cái layer chứa cái văn bản. Rồi, ví dụ như bây giờ các bạn muốn tạo ra một cái đối tượng là một cái shape, một cái hình dạng nào đó, ví dụ như vậy. Ở đây giả sử như tôi chọn cái đối tượng này, cái hình dạng là này. Ok, các bạn thấy không? Ở đây là cái đối tượng này tôi tạo ra trên một layer nữa, để tôi có thể di chuyển đi đâu thì tùy ý. Rồi, cái đối tượng chữ này thì có thể tôi, sau khi tạo xong tôi có thể là chỉnh sửa gì đó. Ví dụ tôi cho cái màu nó là màu vàng đi. Rồi, xong tôi dời nó sang đây. Nó đang nằm ở dưới, tôi chuyển nó lên trên. Đó.
Rồi bây giờ ví dụ như tôi muốn mang cả cái cụm này đến gần cô bé này thì tôi chọn cả hai layer. Chọn layer test, layer chữ này với layer 2 này. Xong kéo sang. Rồi ví dụ tôi muốn chỉnh sửa tiếp nữa thì bây giờ tôi giảm cái phông chữ này lại còn là 10, 18 ví dụ chẳng hạn, rồi thêm vô chữ nữa. Ví dụ như là are you đó các bạn thấy. Tức là lúc này nó sẽ tạo ra nhiều 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 layer cho chúng ta. Thì tạo ra bao nhiêu là do quá trình làm việc các bạn thấy bắt các bạn phải cần tạo layer để cho các bạn dễ xử lý thì các bạn cứ tạo ra thôi. Chứ không có khống chế là phải tạo ra bao nhiêu, tạo ít nào nhiều, giờ cái chuyện tạo ra layer là do chúng ta. Rồi ví dụ như tôi muốn tạo tiếp một cái đối tượng khác gì nữa đó thì tùy, ví dụ ở đây tôi chọn cái công cụ pen. Ví dụ là như thế, tạm thời như vậy chứ không phải là cái hình này làm cho nó xấu quá vậy nha các bạn. Rồi ví dụ như tôi tạo ra như vậy thì để dễ kiểm soát thì tôi đây tôi tạo ra một cái layer mới nữa và tôi chọn màu, đây tôi fill cái màu. Đó, tôi phải có màu tím. Giả sử như vậy. Rồi ở đây tôi đặt một cái dòng chữ. OK, ở đây là tôi làm ẩu để tạm thời cho các bạn xem thôi nha, chứ các bạn hình dung về layer thôi chứ không phải làm cái tấm băng rôn này mà như thế này thì nó kỳ quá, nó xấu quá. Chúng ta phải xử lý cho kỹ và cái chữ này nó phải uốn theo cái đường cong của cái băng đô này. Rồi thì layer là như vậy và mục đích của chúng ta sử dụng layer là như thế. Thì có thể còn những cái chức năng khác nữa nhiều nữa nhưng mà từ từ thì các bạn sẽ tìm hiểu sao, các bạn chỉ nắm cơ bản về những cái như vậy là chúng ta có thể sử dụng được rồi. Rồi bài hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.